Được, Hyperon được đấy, nhưng Hyperon mà được. mình thành ra cũng được. Má Hyperon vậy thằng nào lấy chốc ngon đấy. Chốc với lại cái thông đạo ngon. Tại vì Hyperon mà chắc chắn có lẽ level 3 thì có thông đạo nó trâu vãi lên. Zeke thì không hợp lý lắm. Vậy thì mình Hyperon kiếm khách thôi. Mình lượm xây ra Zeke thì mình Hyperon kiếm khách à. Ok nha mọi người. Chốt kiếm khách luôn. Các bạn nghĩ sao về kiếm khách ba cái Zeke? Má tôi vừa chơi bài di Bluetooth không ạ? Thì đéo thể ra di ba được. Bài này nó ra nổi loạn đúng không? Nổi loạn đúng không? Nên chưa nổi loạn đâu anh em. Lại Hyperon nổi loạn không? Đấy, cứ để một con bóp bì đấy cho nó cân hết cả bản đồ. Tè cái mọi người ơi, tè cái. Nổi loạn, nổi loạn. Có tí vitamin nổi loạn thật. Has come to an end. Ủa giảm dịch à? Là dịch cũng hay đấy. Ôi tôi chết mẹ, chưa kịp mua gì đã vào quái rồi. Chứ còn Poppy cần được bao. Ui, cẩn thận thua, cẩn thận thua. Cho cái team băng khẩn trương đi thua các bạn ơi. Không có con nào cần mua hết. Mình đang đợi mày sẽ có tiền hay không. Rồi mình roll mình bán 1 lít đi mình mua Sona nữa nè. Zig này. Làm Poppy thế. Poppy 3. Poppy 3 chơi bài tiên phong à? Được. Hay là chơi xe công nghệ nhỉ? Có nên Hyperon nổi loạn không nhỉ? Hyperon nổi loạn à? Hyperon nổi loạn nghe quá hay đi chứ. Hyperon nổi loạn là bài gì Bluetooth còn gì nữa? Tôi Hyperon đang nổi có loạn một là bài gì Bluetooth của cái mình luôn cung ấy. cũng được. Nhưng mà Hyperon nổi loạn chắc phải auto up chết nhỉ? Phải up chết lên cho cao tầm 6 ấy. Ủa, có ông bảo tiếng to, có ông lại bảo tiếng nhỏ, cái động má, cái là sao ta? Nè, mình có cái cung nữa này, nè. Có đại bác gì này. Có cái Thế chưa, Zeke bạn để nghe tí mới đặt chưa? con Jin, đặt đặt con Jin X kế bên con Z ấy cho nó búp tốc đánh cho con Jin X à, con Jin Phải X nó búp phải tốc một đánh trăm cho phần trăm. Z. Cảm ơn Hải Vũ nha, cảm ơn Lữ Ngọc Luân. Em Y lừa ngài tặng sao ngài MT. mà ngài không để ý kìa. May là ngài chưa mua tè rồi thấy em, cảm ơn thanh em. Đó. May là xém nữa tí nữa là mình mua tè rồi các bạn. Mình xém mua tè rồi đó. Zeke nữa này. Thôi. Nổi loạn Z đi. Nổi loạn gì thì mình cứ để cho con nào cầm đồ ta, cho con Seiya cầm đồ đi ha. Tí mình đổi cho con gì. Hợp lý không? Nổi loạn gì tôi nuôi kêu không ơi, tao đéo nuôi sen nữa đâu. Ui, mẹ nó cục vãi nồi luôn. 6 con Poppy ông ơi, 6 con Poppy. Và khi đánh tiên phong bí ẩn các bạn ạ. Nuôi tạm Seiya chết đi, không tí đổi. Tiên phong bí ẩn nghe hơi rác các bạn ạ. Tiên phong bí ẩn vui mà. Nó gì? Rác mà. Giỏi hack à, ra mã tiền luôn, đang viết hai khác. Má nhìn slow khó chịu ghê. Tôi xong rồi lại bổ lại ra tiền rồi. À, nhiều tiền quá. Tặng luôn anh Mạnh. Ui anh cảm ơn Hải Vũ nha, anh cảm ơn Hải Vũ rồi thế chứ. Ông ấy vào đủ hai livestream tặng quà luôn, đúng là người bạn tốt không ạ? Được luôn. 10 điểm về chỗ.
cút ngay về chỗ cho các anh đúng không? Bị pro vãi lộn tại sao? Ông ơi, ông nghĩ Zeke nên cho con nào trong nổi loạn? Zeke cho con nào trong nổi loạn? Em đặt toàn câu hỏi khó rồi đéo biết trả lời như nào. Tôi nghĩ là chắc cho con Zigix thôi nhỉ? Đéo biết luôn ông ạ. Ông cho nào thì ông cho, tôi chịu đấy. Cho mẹ con Zigix đi nhỉ? Tiên phong xạ thủ được không anh á? Được quá đấy chứ, mà nó phải ra đồ của em ơi. Cho Yasuo hả? Thì nói chung là ra bài gì chúng ta chơi bài đấy. Ờ, chơi Yasuo cũng được nhỉ, chơi Yasuo được ấy. Lắm rồi, tôi Yasuo 3, ra bên thần 2 làm đấm công lý vẫn to hào ạ, cài vãi nào. Ôi, Yasuo chẳng thua gì. Yasuo thì đâu ăn thua đâu. Có thắng này. Thắng luôn. Ảo quá. Tiên phong chơi không tặc đi anh, con khởi đầu á. Easy, cùng đao trước đi. Gì, cùng đao trước đi, cùng đao trước đi, gì. Ok. Hợp lý luôn. Hợp lý quá đi ông ơi. Mình sẽ chơi gì ra xua với kêu. Sao tôi nhạc con Ezreal ha. Tôi kêu gắn đạp phụ. À, cái tôi cần nhất là cái găng tay này. Đó, có cái găng tay rồi các bạn ạ. Cũng phải lừa tí, kiểu bố mẹ đéo cần cả thế giới luôn. Nhưng cùng người ta không nhạt thì thôi bố mẹ cần. Đó, mình nói thiệt, muốn lên chấp đấu mình lên được. Rồi lên để thể hiện cái gì ở trên đấy bạn. Mình đâu cần thể hiện bất cứ cái gì cho các bạn xem đâu. Vui là được rồi, thể hiện gì đâu. Có nên đánh chửi thua tiếp không hay là xoay sang chửi thắng. Bài chơi siêu công nghệ cũng được. Mà siêu công nghệ thấy có vẻ nhiều nhà chơi quá à, lười quá. Ông kia có hai cốc của kìa ông kìa. Tôi lười chơi siêu công nghệ quá. Càng ngày tôi càng lười chơi siêu công nghệ các bạn ạ. Thôi tôi bán đi đây. Mình chiêu cho ra ke cho mình chiêu chửi thua cũng được, từ từ. Con gì à? Con gì nó kiểu bị lỗi hình ảnh à hay sao? À không phải không phải, mẹ dính cái tim băng không ạ? Con mẹ lết phải lên. Tim băng. Người ta có tim băng in game, cũng đánh giá nhầm sức mạnh người ta. Lết má gì con gì nó chạc nhìn chát phải lên. Lỗi hình ảnh cái đéo gì. Chắc là tí mình để cho con Jin X đi. Mình nghĩ là mình nên để cho con Jin X là hay nhất. Mình để cái Zeke cho con Jin X là ngon nhất. Về lây thì mình cũng bỏ con Manfi mà đúng không? Vậy thì bây giờ mình đưa mẹ cho con Manfi đi nhờ. Ông nghe hợp lý không không? Manfi được tăng máu đúng không? 9 tiền bán luôn. Cái gì hả ông? Tôi chưa nghe rõ, tôi đang tập trung xây bài. Lại đi. Tôi đưa Zeke cho con Manfi thì đằng nào cuối game tôi cũng bán con Manfi. À ừ đúng rồi, chính xác. Kiểu gì ông chả bán. Nếu xong tí nữa đưa Zeke cho Jin X là ngon. Ừ. Zinix nó hay đứng ở giữa ấy. Đâu ông đâu cần Zinix đâu. Bài gì Bluetooth đấy ông chơi có. Ông chơi tôi, có 3 nổi loạn đấy mà. Tôi chơi 6 nổi loạn. Ờ hả. Tôi chơi 6 nổi loạn thế. Luôn 6 nổi loạn kẹt kêu. Một con kêu 6 nổi loạn mới chết 7. Chết 8 là lưu lưu đồ là xong. Gì đâu. Ngon lại thắng rồi. Đó. Up lên để lấy win streak là nó phải như thế các bạn ạ. À. Rồi chúng ta được cái chuỗi tháng 3, chúng ta được cộng x đi, vẫn 1 đồng ạ, rác vãi lìm. Tôi chuỗi mẹ, thua 5, 3 đồng. Ôi tôi chết rồi, ra Zinix rồi. Tôi chết rồi. Hỏng người rồi, bị bài lừa rồi. Bài lừa rồi. Không sao nhá, cũng xanh chơi bài phá thủ quá là binh luôn. Này, có cái. Mà không rồi tôi bán nhiều Lucian quá. Kháng phép nhiều thế nhở? Kháng phép nhiều để làm gì ta? Hay là gì cùng đao giáp gai vút rồng, đi con mà. Hơi chóng mặt nhá, nghe hơi chóng mặt. Anh em
hay là giáp gai vút rồng? Di tăng cơ. Ok không? Xoay bài. Di tăng cơ chăng? Xoay khẩn trương các bạn ạ. Lít bờ lủng 3 không xoay thì chết. Nhờ, con này không xoay thì chết. Di vút rồng. Quyền năng khổng lồ không? Vút rồng quyền năng khổng lồ không? Hay là giáp gai ngon hơn nhỉ? Đó, kéo đây về đấm lên. Phao cướp nó, đừng cho nó ném mù vội, ném chán chết đi. Mình nghĩ là giáp gai ngon á. Ông này đã cho gác rồi. Tôi đã soi à. Ông ơi, mấy ông ơi, có nhiều người chơi đấu dị pháo thủ vãi lìn luôn ấy, mấy ông ạ. Nhiều lắm luôn rồi ấy. Ông yên tâm đi, tôi top 8 cho, tôi top 8 cho. Kêu này. Bán này nhiều vãi lìn này. Một nhà đấu sĩ pháo thủ. Hai nhà đấu sĩ pháo thủ. Vãi lèn. Nhà này, ba nhà luôn. Rồi, kẹo, kẹo đấy các bạn ơi, kẹo đấy, bẫy đấy. Trap, fucking trap. Rồi, cứ đép được bao nhiêu giữ máu thôi, tiết kiệm tiền lên level đi. Nhiều vãi lìn. Nhiều vãi lìn các bạn ạ. Đúng rồi, phải lên được G3 mới nói chuyện với tụi nó được. Không lên được G3 không nói chuyện với tụi nó được đâu. Mình chắc có thể cho một con kiếm khác vào nữa cũng được. Má con G sợ. Con G sợ con ấy vãi lên đấy. Sợ mấy cái con Ray này quá. Nhiều tiền thế. Chắc là mình phải up chết lên 6 các bạn ạ. Lên 6 rồi bắt đầu roll. Giàu quá. Lên 6 hoặc lên 7 đây, kêu nó. Ui, 2 kêu rồi này. Hợp lý thế nhở. Lại xây A2. Ỉa, rồi. Không sao, mình tính lên level. Chúng ta carry bằng cái con củ lìn này, nó rác thật chứ. Cái này đẹp, cái này chơi bài The Hint thì rất là đẹp. Đây là cái vút bẫy rồi các bạn ạ. Đẹp trai vãi nồi. Thì bình thường mình sợ mấy cái bài hư không với pháp sư ấy, chỉ cái bước bẫy này nó cao tầng được. Ok. Bài bán trước thì là tôi thua đúng không? Tao cũng... rồi, con lền gì này chuyên gia là bị ăn cái cú ấy vào mồm ấy các bạn. Ăn cái cú gì ta? Gọi là mẹ cú mẹ mù vào mồm. À? Toàn là đấu sĩ pháo thủ. Toàn có cái mù vào mồm không ạ? Sàn nhiều đấu sĩ cực kỳ luôn, đấu sĩ pháo thủ cực kỳ luôn, sàn quá nhiều luôn, ba nhà. Tôi mà chơi nữa là bốn nhà, may mà tôi còn kịp bỏ đi đấy. Giáp kìa. Ui con giờ hin này kìa. Ui đi chợ tân hai. Lấy. Giờ lấy không? À, châu cần à? Thì tôi giáp gai vút rồng. Giờ bà nó đặt cung mà tôi phải chơi di tăng thôi chứ sao nhỉ? Di giáp gai vút rồng. À, mất con thời hình rồi. Mình cần lên level 7 luôn nha bạn. Lên level 7 xong bắt đầu mình sẽ run hết tiền đó level 7 nha. Tình anh em rồi các bạn ơi. Đi cân mã tình anh em rồi. Khoảng up 7 up 8 rồi. Ui kêu 2 luôn này. Vô lý thế nhở. Con mợ kêu 2 luôn ạ. À. Sao nghe vô lý vậy ta? Ông ơi, nhìn vô lý vậy. Ông là kêu 2 cái gì? Kêu 2 gì 1. Gì đi lận. Hôm qua giờ chơi mấy lần gì rồi, cái đó lần nó đổi đồ ra. Thì nó ra thì nó phải ra chứ, chuyện nó phải ra chứ. Quang rồi, người anh em châu quả là quả nạo quá. Cầm mã. Di tăng ông ơi, tôi đang có di tăng. Tập cảm ông ơi. Hay. Hay là xoay sang kiếm khách đánh ta. Nè, lấy hai con này là nó à, đi con này, xoay sang kiếm khách đánh này. Bởi vì con này xanh châu, có khi con này bắn hết. 6 kiếm khách với lại mẹ, ma tạc. Nếu con này lên đủ mana nó sẽ bắn ulti ra con này mà đúng không? Thắng rồi. Thua nào được chứ. Không, tôi muốn nuôi gì. Chơi game vui mà tôi muốn nuôi gì các bạn ạ, tôi muốn nuôi gì.
chết tôi không phải mẹ khô máu với con gì này. Không, đừng đừng đừng. Chết gì mà chết, đừng nói chết chóc ở đây bạn. Không có chết chóc gì hết á. Rao tháng đầu tiên đúng không ạ? Được rao tháng này. Ông kêu hai người thịt mà, ông vứt đồ bớt cho nó đi. Có đâu, có gì để vứt. Thôi hy vọng tí ông ra là cái nổi loạn cho nó, cái là đẹp. Có đúng cái nổi loạn. Ừ. Nay tôi bỏ vẻ 17 con Saiya rồi các bạn ạ, lẽ tôi Saiya 3 rồi. Tôi cũng bỏ đây. 9 đồng bán còn 5. Hay, gấp hay quá bạn ơi. Có thịt mẹ gấp về đéo đánh cơ. Lại đéo hay nữa rồi. Rồi tôi xong rồi, con Lucian nó bắn lan chết hết. Cỏng mẹ nó. Đau quá. Vô cực để đép tạm á? Không, mình đâu định lắp vô cực đâu các bạn. Mình cần những cái thứ thực thế hơn các bạn hiểu không? Tôi đã kêu đấy ông này, cho một con. Tôi kêu hai rồi nên không quan tâm lắm ông ơi. Tôi cứ bán đi thôi, tôi cứ nghĩ là đấy là cho ông thôi để tăng tiền anh em thôi. Để tôi làm okay, ông. Ok luôn. Ông lấy cái giáp của tôi. Để... He's got money now, ơi là đâu ơi. Gì vậy? Cái lồng hoa. Rồi gì tao đâu? Gì tao đâu có hình chó. Gì của tao đâu? Gì của tao đâu? Mấy thằng có hó. Thì chắc chắn nuôi Sona rồi, bây giờ lượm thêm cái nước mắt nữa nuôi Sona thôi. Hello mọi người nha, chào tất cả anh Sona em. Sona 2 nước mắt bốc thôi. Giải CC thôi chứ sao giờ. Ơ con Di lại bị hướng hình ảnh đấy ông ơi, lại bị lỗi hướng hình ảnh này. Cái lỗ máu Yasu chặt đầu quá. Bắn chết đi, bắn chết đi. Rồi, gỡ được bao nhiêu gỡ. Rồi, gỡ được thế được rồi. Chất 7 rồi nha, mà đéo là gì thì bỏ tay nha. Đưa gì cho vui 7. Mà chất 7 game trước tôi vừa roll đấy nha. Tôi cũng roll chất 7 game trước á. Đéo ra không ạ? Game lừa vãi lìn. Lại sai à. Má mà trêu người nào cút. Ôi ôi, mid for tân luôn rồi này. Nó lên tới mid for tân rồi đấy này. Chết 8 là mình cho mít Fortune vào được. Phải lên chết rồi các bạn ơi. Không lên phải chết đấy. Chết luôn này. Tôi đuổi đép tạm đi. Mình phù á. Nào, kéo cái đéo đi, đau thế. Thằng hot này đánh kiếm khác. Nhìn thấy quả vệ binh tinh tú là biết top 1. Đâu có bạn. This. Bỏ gì giờ? Giờ mà bán man file thì lại mất 6 nổi loạn. This. Giờ là có gì đến bỏ con gì? Bỏ con MF thì phí thế, lên 8 xài MF rồi. 8 xài MF, bỏ con Yasuo thì cũng phí. Bỏ con Zeke thì Zeke 3. Yasuo 3 ngon lắm á. Thôi tôi bỏ con ZX này luôn, khỏi cần. Con ZX lên 2 mấy hồi bạn. À mà ván này nhiều nhà chơi đấu sĩ pháo thủ đúng không? Mình nên mua con ZX chứ nhỉ. Gì? Chết bởi đam gì ạ? Còn hết máu rồi mà, ai đánh ngon nữa. Đấy, ZX 3 thấy không? Rồng thấy không? Đó, từ từ. Ôi ôi, Ron chết 7. Bad Ron chết 7. Chỉ Ron chết 7. Ủa, sao mình thắng liên tục từ lúc lên con kill 2 tới giờ thắng liên tục luôn hả? Rồi xong vũ trụ một giáp luôn. Ăn nguyên một rổ cứt luôn. Lấy hết nước mắt rồi giờ mình xài cái gì trời.
bài toàn BF, bây giờ nhặt Lulu BF nữa. Lấy cái quỷ thư đi, lấy quỷ thư cho rồng lộn các bạn. Lấy cái quỷ thư cho rồng lộn. Bây giờ không nhặt BF, Lulu cũng chả nhặt còn cái gì để mà nhặt nữa cái vòng này. Thôi là ép rồi. Mạnh. Hay là lấy cung cho Kêu ta. Thôi lấy quỷ thư cho rồng lộn đi. Bà là ép mạnh chết rồi các bạn ơi. Bà là ép mạnh chết rồi, nhặt Lulu này phải vẫn chết, vẫn chết. Mắt tao đéo hiểu luôn đấy, chết 7 đô ra rồng được, hay thật, rồng mà ép, bán luôn cả MF. Thế nào? Thôi con hồn tới chết con dây chỉ. Hồi dư con dích luôn này. Con giờ hình này các bạn. Yasuo lên, con này lên. Từ từ quỷ thư rồng lộ. Ôi thích kìa, chết vậy, lộ quá. Mà cố lên level vậy, vip quá. Game hack rồi. Game hack rồi các bạn ơi, game hack rồi. Tôi cho con Zeke Zeke nhờ. Rồi ăn cái mù, xong. Cả trận này coi mất con roll các bạn, chưa roll nữa. Xong. Cuộc sống con gì tôi đâu rồi, đây rồi. Cuộc sống này ăn cứt luôn rồi. Ơ, mình chưa con mod được cái giờ à? Chưa con mod được cái giờ để Lulu ngon hơn Kama. Mình tưởng con mod được cái giờ rồi mình mới để con Kama các bạn ạ. Thôi bán gì cho rồng làm gì. Thôi. Mình đã nói là mình nuôi gì mà. Thấy không, phải tìm gì chứ, phải cho gì cơ hội chứ. Nè thấy không? Phải cho gì cơ hội chứ. Mình muốn nuôi thử con gì nó như thế nào mà. Anh em cứ dọa bán nó đi thôi. Dỗi bây giờ. Xe ke. Game này đi phải thua every fucking one rồi. Gì đây, châu chắc 7 có rồng lộn là sao? Thì đấy, tôi cũng đang hơi hẻm hẻm đây. Chắc 7 có rồng lộn hãm cái gì đâu má. Binh rồi. Thì đấy, tôi cũng đang hơi hẻm lìn, tôi đéo hiểu. Có cả MF mà, tôi nói nãy giờ không nghe. Mà tôi bán MF rồi, tôi không có slot, tôi bán MF rồi. Thua mẹ rồi. Thế này thì không kịp lên level rồi, không thực ra vẫn lên được. Lên quái xong là lên rồi. Nhưng mà nhìn toang quá rồi, chậu rồi. Ra cái giáp đi bạn ơi. Anh đọc vì giờ đây anh đã nát bướm rồi. Sao này mình chơi bài giờ hin này toang ấy nhở. Kiểu gôn không ra ấy chứ không phải là vì bài giờ hin yếu ấy. Sao lên kim cương 2 75 điểm rồi. Ôi bạn Châu mà yên tâm. Ừ ra cả xe rác cái kiểu luôn mấy cái. Vậy mà lúc kiếm lúc cần không ra đâu bạn. Chạy rồi. Ui ra hai cái BF. Huyết kiếm Soji. Mòe mày. Soji. Trận này đánh bằng giày thôi. Mọi người, Yachou lên gánh team cho anh Yachou. Chết mẹ là bán một gì? Zin X này. Zin X tôi cũng bán. Hasagi đó. Hasagi đó chan. Mọi Yasuo hơi chất đấy nha. Asayo Hasagi được phết. Hasagi được phết. Ê nó hết đam rồi, nó hết đam rồi mọi người ơi. Sona bút máu Sona. Ôi nó hết đam rồi, nó hết đam rồi. Hasagi. Hasagi. Asayo. Hasagi. Hasagi. Từ từ mình phải sắp xếp lại team các bạn. Yasuo đứng đây đúng không? Sona lên trên đứng luôn. Cần mẹ gì núp. Jinx X đi xuống dưới. Sao con gì được búp ít thế? Đưa nhầm. Thành phố buồn nhớ không ai. Hasagi. Hasagi level 2 chất lượng vết. Hasagi. Ủa sao đến mặt tấm 8 rồi? Bây giờ như đã bỏ
Henry ngồi mạnh rồi. Châu lấy cái giáp của mạnh và cảm trận mạnh. Bọn nó thêm con nữa này. Thôi, có một đi, thì coi như mình đỡ buồn. Thôi, mình up chest lên, mình cho Lulu ra vậy. Thôi, nhất gì lên. Cho Sona xuống đây. Zik qua đây. Qua đây, vậy đi ha. Zik qua đây. Rồi, Lulu qua bên này, kêu xuống đây. Rồi, vậy đi. Zik được búp 3. Cái dè ke coi như là búp cho một mình con Zik thôi. Đừng khóc, đừng buồn nhé. Nhân phẩm gì? Bây giờ 5.3 là bạn mới lên G3, đây là vũ trụ Hyperon bạn ơi. Như vậy là còn chậm đấy thiệt. Mình lên như vậy giờ mới có 3.3 là còn chậm ấy. 4.3, 4.3 là chậm mà. 5.3 mới lên G3 mà chậm ấy, bình thường. Lulu Solari kêu giáp thiên thần. Giáp gai, nổi loạn. Kêu nổi loạn chăng? Hello, nổi loạn chắc không ai lấy đâu nhở. Cái địt. À ông này ông cần đồ nổi loạn, đúng rồi. Ông cần các bạn ạ. Vậy thì mình có thể lấy cái bùa đỏ cho con Zinx. Ê, quỷ thư mình có rồi mà. Quyền năng đi. Sao nhặt Lulu? Tôi quên mất là tôi có quỷ thư rồi, tôi thích nhặt bùa đỏ rồi, tôi thêm MF cho con Zinx cái bùa đỏ, hiểu không? Nếu vậy nhặt mẹ cấm đánh đi cũng được. Thôi nhặt quyền năng cũng được ông ơi, không sao. Không sao. Cho rồng lộ nè. Quyền nào ông nghĩ cho ai là ngon nhất? Cho rồng lộ nế, cho kêu cũng được, đéo gì, mẹ tí có thêm tí tốc đánh rồi, có mít phật tần nó lên start nhanh đúng không? Đúng rồi. Tí nó lên chết nằm lại cho kẹp mít phật tần cho lên start cho nó nhanh. Xong bây giờ tên Kain rớt 3 đồ, bộc phá, cuồng đao đại bác, đẹp. Á, con chó xẻ này, nó cắn mình, láo thật. Rồi, đủ xẻ vô chơi, xẻ vô chơi em. Top 8 gà vừa lời thế nhỉ, bao con chó xẻ này mà láo thật, vào đấy mày vào đây mày lâu lắm mày. Rồi vào đây lâu lắm cũng đâu gặp phải, mày gặp Facebook hợp học Facebook đâu mà. Đâu gặp xẻ lâu lắm rồi. Xẻ bây giờ kêu lắm ông ơi. Ừ xẻ bây giờ mẹ, xẻ bây giờ idol rồi, người ta top 1 Việt Nam mà lại dâm ba cái thằng cứt heo như mình thì anh em mình thì top 2 rồi, người ta vừa xuống top 2 à rồi. Đúng rồi, quên rồi. Thôi vô đây anh em chia buồn thôi. Người ta vừa xuống top 2, quên. Không cố ý. Quên mất. Tôi không muốn. Rồi, thì có 1-0 điểm biết luôn đi. Game sau xuống kim cương 2 cùng với Châu đi. Mà game này có khi Châu lại lên kim cương 1 chứ nhỉ? Không, tôi 4 mấy điểm, đâu ra lên 5 mấy điểm. Giờ tôi heo elo lắm rồi. Bây giờ đấy, các bạn cứ thích chiếu gì thì chiếu đi. Bạn có thấy mình thèm xếp bài không? Chiếu sao chiếu kệ. Mình đã đủ bài rồi. Mình chết cũng được. Ê Yasu, em phải băm được cái đấy chứ em. Không băm hai cái mà sống luôn kìa. Trời ơi. Đưa đồ đấy cho em đi. Đưa bạn cùng tiến vào là. Hồi nãy mình không đưa. Hồi nãy mình không đưa Jake cho Yasu là mình cho con kêu Jake hoặc là con gì à quên cho con Yasu cái quyền năng khổng lồ đẹp đấy nhỉ. Ra thần kìa, ui vãi lìn. Nó tiền thần cho rồng thôi chứ ai vậy? Cho kêu chứ. Rồng, rồng thì rất tiền thần có lỗi đâu ba. Mẹ cho kêu không bình thường, phải lên chỉ liên dip rồi cho mít vào tần và kêu đứng sau và có attack speed để đam quả phê vậy. Vậy thì tí phải kéo Yasuo về, bước cho kêu. Ừ thì đúng rồi. Kéo nó về đi đằng nào gì giả tanh. Này đi cho nó kinh này, ông reroll đi, mẹ Yasuo đi. Đấy, bước ra một tần Yasuo kinh. Càng đấy mẹ tôi ghét, tôi kiếm thêm con găng bờ lắm tôi thảy ra không ạ. Đúng rồi, áp chết thôi, từ áp chết đi. Kiếm thêm con găng lăn ra thảy ra cho nó giáp tinh thần cho nó choáng chơi. Nếu cần mở ép đâu ạ, tôi nghĩ nếu cần mở ép đâu lấy con găng lẳng đi. Cái này mình không chơi siêu nghệ được vì bài early mình xấu. Tân sau 32 tiền này, tân sau 32 tiền xong rồi tẹt này, lấy con găng lăn đưa cái giáp tinh thần cho nó. Wow. Ba, veo cút cho nó thả bom. Hàn biển. Quá đẹp. Bài quá đẹp. Rồi, ông kia đặt quả máy chiếu xấu đéo chịu được. Rồi, chấp cái máy chiếu rồi, toàn rồi. Rồi, gì? Có Yasuo, con Yasuo ngon phết nhỉ? Ui, thế mà tưởng thắng chứ. À, gì đổ tăng mà, ông đang ngon phết. Mới vào livestream tôi đến top 8 rồi. À, top 8 bình thường em, top 8 bình thường.
Bạn thấy Châu dí thấp quá. Châu khóc một mình. Khóc không ai thấu nên thôi. Mạnh xuống chơi cùng. Ra con gì nào? Mẹ ra con Thread 2 mới ghê. Cho mẹ Thread 2 vào kéo đủ thứ. Rồi. Kéo ra con găng lăn hay con MF là luôn ta. Cho đại ngu công vào đi xoay xoay nhé. Rồng này, mấy giờ này biết ra thêm một con rồng này. Rồi, rồng 2, Lulu. Rồng cốt 3 kìa. Rồng cốt 3 không đồ luôn, khỏi chém rồng cốt luôn. Thì kệ béo có, gì của tớ có con rồng mà bạn, từ từ bạn. Kiểu gì à, thâu. Mình cũng phải có Lulu 2 mình mới chơi được thằng này. Nói mà. Em bớt lại. Càng, bà thằng này có thể top 1 đấy. Gác cổng tiếp à anh? Ừ, gác cổng cho em ơi, tầm này he, anh lại vừa mới trả tiền. Gác thôi, bố trí gác tiếp. Dình x nên này. Cho mẹ rồng đi ông nhỉ? Ừ, cho rồng đi rồng 2 rồi thì cho chứ gì nữa, nghĩ gì nữa, đẹp quá rồi. Cho thì còn nổi loạn lên trên này đứng, mẹ bốc thân tí. Thì ra sâu, nhiều khi giờ ra sâu gắn còn ngon hơn cả kệ con gì ấy chứ. Gì nãy giờ mẹ làm tác dụng là tăng thôi chứ, có được cái mẹ gì đâu. Vấn đề là bài Jin ấy thì thường là bây giờ nó là bài yếu. Chả ai roll cả. Thế mà vấn đề là tôi lên từ đéo roll ra. Tử quá các bạn ạ. Bài này tôi có thể đổi kill được. Mà tôi roll ít kill quá. Roll nó một con à. Chắc tôi nghĩ tôi cần con găng lăn hơn. Cứ gì bây giờ ông bây giờ ông lên 4 biển bộc phá đâu bộc phá đâu ông lên 4 biển ông thắng luôn gì lấy cái refresh nha lấy cái refresh cho rồng lộn đi chứ còn gì nữa mà top 1 có vẹo gì đâu ông lên 4 biển ông thắng chắc luôn. Ôi, mày lấy cái gì giờ thím khách à lấy khách đi lấy khách đi bỏ kêu cái gì bỏ kêu cho 4 biển vào chắc vậy thôi kiếm khách bỏ kêu cho 4 biển cao tờ được cả team MF luôn chuẩn rồi cũng một top 1 rồi. Đó. Đưa kiếm khách cho Lulu cũng được cho nó hack. Là nào tí trả roll Lulu 2. Nào Sona có rồi. Zin X cũng được. Cho Zin X cũng được. Các ma Soraka top 1. Đưa cho Zin X cũng được. Cho Sona búp. Sona Soraka nữa ông top 1 rồi. Top 1 chặt rồi. Có mà ép rồi này. Thôi bỏ mà ép đi nhờ. Bỏ mẹ thôi. Có cái lăn luôn mà thôi bỏ cái lăn đi. Bây giờ lấy ấy đi, lấy con Soraka với con Kakma nữa. Đúng rồi. Thế là binh rồi, bài đẹp nhất luôn rồi. Bài này ông ăn rồi. Bài này có cửa gì đâu. Bài kia thì cho 4 bí ẩn vào win easy. Đi bút rồng là còn 4 bí ẩn, mẹ nó đánh chết bằng mắt. Đây này nó còn thua rồi này. Nó chết luôn rồi còn đâu. Ôi chưa chết à? Hai máu. Ừ. Soraka này. Đấy, các ma nữa xong. Bài quá êm. Vấn đề là nếu có các ma. Ôi nó lên sinh ra ba nữa này kìa. Thế, ông thua tên này chẳng hạn thì tên xong ra các ma là ông thắng mà. Có khi nào thua một tên chết luôn không? 30 máu thua chết bằng mắt à? Vòng này trừ 15. Trừ 15 cộng nguyên sàn của nó vào mẹ ghéo nổi 10 máu. Sàn có 8 chết à? 4 biển giờ cũng đéo ăn nổi. Sao ăn nổi? 4 biển con Yasuo Di bất tử rồi. Con Di bây giờ chết thế nào được? Mới có 2 biển cầm bút rồng mẹ nó đéo chết rồi win rồi kìa. Win mẹ luôn. Thế mà tính là múc đồ Yasuo ngon mãi lên. Cái show Jin Yasuo ngon mãi lên. Con Yasuo nó băm Hasagi hoài luôn. Ừ. Con Yasuo Hasagi liên tục luôn á.